Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, lời đầu tiên cho phép chúng tôi được gửi lời xin lỗi tới các khán thính giả luôn tin vào sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam, tin vào Đảng và Nhà nước Việt Nam nếu thông tin hôm nay có làm bạn nào cảm thấy khó chịu vì biết cả. Bản tin ngày hôm nay thực ra tôi làm vì nhu cầu cá nhân, vì một chút tự ái của trẻ con, nhưng mà nghĩ bực lắm. Nếu gọi là tin đồn thì đã đành, đằng này dẫn nguồn tin chính thống, có cơ sở hẳn hoi mà vẫn có một bộ phận dư luận tiêu cực bị bôi. Nghĩ, cứ đi giải thích mãi cũng mệt người, hay là mỗi lần có người nói vậy, ta lại dẫn cho một cái link trong đó chứa thông tin các đề tài nghiên cứu chế tạo vũ khí trang bị, cũng như cải tiến các loại vũ khí để minh chứng cho sự tiến bộ không ngừng của công nghiệp quốc phòng Việt Nam các bạn. Lâu nay, chúng tôi đã và đang làm các thành tựu công nghiệp quốc phòng ở quá khứ và cả hiện tại, nhưng chưa bao giờ có một thống kê cụ thể các đề tài công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong những năm qua. Nhân đây cũng là một cái lý do tốt nhất để nói về câu chuyện này. Thực ra, để đưa ra một thống kê chính xác và chi tiết nhất, nói thực, không thể làm nổi. Vì các đề tài cải tiến vũ khí, sản xuất vũ khí nằm rải rác ở khắp các nhà máy, các viện thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, rồi các đơn vị kỹ thuật thuộc quân binh chủng, rồi ngay cả tới các đơn vị kỹ thuật ở các sư đoàn, trung đoàn cũng tham gia cải tiến vũ khí. Mà để tổng hợp lại tất cả thì sẽ cần khá nhiều thời gian. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tập trung vào nhóm đề tài thuộc các lĩnh vực trọng điểm hiện nay bao gồm phòng không quân, hải quân. Cụ thể hơn là các nhóm đề tài lớn thuộc các cơ quan kỹ thuật cấp quân chủng chủ trì cũng như các cơ quan cấp bộ. Và nhất là nhóm đề tài đã được đưa vào ứng dụng, sản xuất hàng loạt hoặc cải tiến đưa vào làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi nghĩ rằng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để chúng ta đưa ra làm ví dụ. Đầu tiên, chỉ tính riêng trong lĩnh vực phòng không quân, riêng đối với Viện Kỹ thuật Phòng không quân, cơ quan đầu ngành về đảm bảo kỹ thuật cho quân chủng đã có hàng chục đề tài lớn nhỏ, bao gồm cả sản xuất khí tài và cải tiến các trang bị cũ. Cụ thể, theo tạp chí Kỹ thuật và Trang bị, từ năm 2003 đến năm 2007, Viện đã hợp tác với các đối tác nước ngoài, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công radar cảnh giới tầm trung 6m RV01. Từ năm 2013 đến nay, hoàn toàn bằng nội lực trong nước, Viện đã nghiên cứu thiết kế chế tạo 12 bộ radar RV02 với tính năng hoàn thiện hơn. Năm 2018, Viện được giao nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế chế tạo đài radar 3 tọa độ băng tần S RV3D với chức năng chỉ thị mục tiêu cho vũ khí phòng không tầm thấp. Radar RV3D đã được nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng và đang được triển khai thử nghiệm tại đơn vị. Đặc biệt, từ năm 2014 đến năm 2016, Viện đã được Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không quân tin tưởng giao nhiệm vụ thiết kế chế tạo hệ thống phân biệt địch ta IFFVN. Sau hơn một năm nghiên cứu, nhiệm vụ đã hoàn thành. Các sản phẩm của nhiệm vụ bao gồm máy hỏi MHVN1, MHVN3, máy trả lời MTLVN2, MTLVN3 và thiết bị mã mật 6110VN đã được thử nghiệm thành công trên các khí tải radar phòng không bao gồm RV02, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp Spider radar tầm xa LM2288 và 6D6 trên các tàu của quân chủng hải quân và trên các loại máy bay của không quân như trực thăng B-8, tiêm kích bom Su-22M4, tiêm kích Su-30MK2. Hệ thống IFFVN đã được Bộ Quốc phòng nghiệm thu và đánh giá cao, đã được biên chế và trang bị. Hiện nay, Viện đang triển khai dự án IFFVN giai đoạn 3 để trang bị cho các đơn vị trọng yếu trong toàn quân. Trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các trang thiết bị mô phỏng, phục vụ công tác huấn luyện, thành tích nổi bật của Viện là chương trình nghiên cứu, thiết kế chế tạo buồng tập lái máy bay. Trong đó, Viện đã chế tạo thành công các loại buồng tập lái tĩnh, buồng tập động dùng để huấn luyện phi công máy bay IAK-52, L-39, MiG-21, B-8, Su-22M và Su-22M4. Trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất các loại mục tiêu mặt đất, mục tiêu trên không, Viện đã đạt được nhiều thành công, đặc biệt là các loại UAV đa năng bay tự động theo chương trình, phục vụ huấn luyện bắn đạn thật hàng năm của lực lượng phòng không và các đơn vị toàn quân. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công các tổ hợp UAV với nhiều tính năng chiến kỹ thuật vượt trội như tốc độ bay, độ cao bay, cự ly điều khiển, thời gian bay trên không và có khả năng cất hạ cánh trên các địa hình khác nhau, phục vụ tốt công tác huấn luyện diễn tập bắn đạn thật cho các loại khí tài hiện có trong và ngoài quân chủng. Trong thời gian tới, Viện đang nỗ lực nghiên cứu chế tạo hệ thống huấn luyện diễn tập chỉ huy tác chiến phòng không, máy bay không người lái MT-220A để phục vụ cho Su-30MK2 huấn luyện trận kích, UAV DIS-18 cho tên lửa S-300 huấn luyện, bia bay M-400CT2 cho tên lửa Spider. Đối với nhiệm vụ đảm bảo vật tư thay thế cho lực lượng của không quân, Viện đã tham gia chế tạo thành công, đưa vào sử dụng các bộ lốp máy bay tiêm kích MiG-21, Su-22M, Su-22M4 và L-39 với giá thành chỉ bằng 1/2 giá nhập ngoài. Viện đã tham gia sửa chữa, cải tiến và chế tạo mới nhiều trang thiết bị, hệ thống.
như máy tính dẫn đường A313, hệ thống dẫn đường vệ tinh VT05, hệ thống hộp đen KQ-SAP cho hầu hết các máy bay của quân chủng, các khối chức năng của đài cảnh giới P-19, P-37, P-18. Việc chế tạo thành công các hệ thống thiết bị này đang mở ra một hướng mới trong thời gian tới, đó là sản xuất các hệ thống thiết bị thay thế cho các hệ thống thiết bị có tính năng tương đương hàng nhập khẩu, giá thành rẻ hơn nhiều. Ngoài ra, nhiều dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện thực hiện đã được nghiệm thu và đưa vào áp dụng tại các đơn vị bao gồm cải tiến số hóa đài radar hàng không RP-22 trên MiG-21, cải tiến số hóa đài radar phòng không P-12, P-15, P-19, PRV-16, MRR-1, cải tiến đài điều khiển tên lửa S-75M Volga, chế tạo thiết bị kiểm tra hệ thống tự động lái Su-23 và Su-22 trên MiG-21 và Su-22M, chế tạo các loại tên lửa huấn luyện tự ghi trên Su-27 và Su-30, chế tạo thiết bị đánh giá kết quả xạ kích, hỗ trợ huấn luyện bắn máy bay cực thấp với tốc độ 250m/giây bằng súng bộ binh, ứng dụng kỹ thuật laser. Thế nào anh em? Chúng ta mới đi vào một nhóm đề tài nghiên cứu đã được ứng dụng của Viện Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Quân, chứ không phải là tất cả. Ai có thể nhắc tới dự án chế tạo tên lửa phòng không TL-01, nhưng đây là một dự án lớn do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì thực hiện, cho nên Viện Kỹ thuật Quân chủng có lẽ chỉ đóng góp một phần nào đó nên không liệt kê vào đây. Cũng liên quan tới nhóm đề tài phòng không quân, không thể không kể đến các thành tựu của nhà máy hàng không A-32, đơn vị chủ trì đại dự án sửa chữa, tăng hạn sử dụng máy bay tiêm kích Su-27SK-UBK và Su-30MK2. Hiện nay, A-32 đã hoàn thành giai đoạn 1, sửa chữa lớn Su-27 và sửa chữa cục bộ Su-30, giai đoạn 2, sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn Su-27, sửa chữa cục bộ Su-30 và hiện đang tiến hành giai đoạn 3, sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng máy bay Su-27SK-UBK và Su-30MK2. Đáng chú ý, trước đó, nhà máy đã hoàn thành việc sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn MiG-21, Su-22M, M-4, UM-3K. Trong quá trình sửa chữa tăng hạn, A-32 đã phối hợp với các đơn vị kỹ thuật toàn quân đang tiến hành nghiên cứu, chế tạo một loạt các trang thiết bị phục vụ sửa chữa, thay thế các loại vật tư hỏng hóc theo thời gian. Tiêu biểu là các đề tài sáng kiến, nghiên cứu thiết kế chế tạo mới máy kiểm tra thử nghiệm bơm MKT-BNL-780 trên Su-27-30, nghiên cứu cải tiến xe xúc rửa hệ thống nhiên liệu K-1746 thành xe thử nghiệm hệ thống nhiên liệu K-1776, dùng để thử hệ thống dầu đốt trên Su-27-30. Nghiên cứu chế tạo bảng điều khiển các chế độ làm việc của hệ thống dẫn đường gần A317 trên Su-27-30. Tổng cộng, trong giai đoạn 2 của dự án sửa chữa tăng hạn Su-27-30, A32 đã chế tạo mới 277 thiết bị và cải tiến nâng cấp 24 thiết bị dùng trong sửa chữa. Đối với lĩnh vực sản xuất máy bay quân sự, hiện nay khẳng định về mặt công khai là chưa có dự án nào, kể cả tiềm năng hợp tác sản xuất trực thăng giữa Viettel với tập đoàn KAI của Hàn Quốc cũng chưa thể tính là dự án chính thức vì hai bên còn chưa bắt đầu. Còn trong quá khứ, Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân đã từng tham gia và thực hiện thành công dự án cấp Bộ Quốc phòng. Chế thử máy bay cánh quạt loại nhỏ TL-1, phải nói là sau giải phóng, lãnh đạo ta có tham vọng rất to lớn dù nền kỹ thuật khi đó kém xa bây giờ. Ngày 25 tháng 9 năm 1980, máy bay TL-1, máy bay đầu tiên do Việt Nam thiết kế chế tạo, đã bay thử thành công tại Hòa Lạc. Giai đoạn 1984-1987, Viện đã thiết kế, chế thử máy bay huấn luyện HL-1 và HL-2 trước khi dừng dự án. Hiện nay, các mẫu thử TL-1, HL-1 và HL-2 được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không Quân, tọa lạc ở đường Trường Chinh, thủ đô Hà Nội. Ai không tin thì mời bớt ra ít phút sang bảo tàng xem có bảng điều khiển tiếng Việt hoàn chỉnh. Bước sang thế kỷ 21, Viện Kỹ thuật Phòng không Quân đã tư vấn thiết kế, phối hợp cùng nhà máy hàng không A-41 chế tạo 5 thủy phi cơ VNS-41. Loại này đã thử nghiệm thành công vào tháng 9 năm 2005, đó là tầm bay 200-300 cây, trần bay 3.000m, chở được 2-3 người, trang bị động cơ Rotax 582 nhập khẩu từ Áo. Dự án đã tạm dừng, ai bảo không làm được cái gì thì mời qua bảo tàng xem, bảng điều khiển tiếng Việt to đùng, cảm tưởng ngồi lên lái được luôn. Trên đây chỉ là một phần được công bố, còn rất nhiều đề tài trọng điểm cấp Bộ Quốc phòng vẫn còn nằm trong vòng bí mật, từ từ rồi sẽ hé mở sau. Đối với Hải quân, các tướng lĩnh Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nhiều lần khẳng định chúng ta đã thiết kế chế tạo khoảng 50 gam tàu quân sự, trong đó có nhiều loại tàu chiến kiểu mới như tàu tên lửa 500 tấn, tàu pháo 400 tấn, cùng những các loại tàu vận tải quân sự, tàu chính sát, tàu cứu hộ tàu ngầm. Đặc biệt là dự án tàu ngầm mini TN-75 đang được Viện Kỹ thuật Hải quân thực hiện mà kênh từng có đăng tải nhưng chưa thể công khai cụ thể mọi thứ. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú hơn về việc rốt cuộc trên các tàu quân sự chúng ta đã làm được những gì, hay là phải chăng chúng ta chỉ đơn giản là nhập khẩu về và lắp ráp. Mặc dù nếu ai thuộc về ngành kỹ thuật chắc sẽ hiểu rõ lắp ráp cũng khó không kém, nó không hề đơn giản như trò lắp ráp Lego.
Theo tạp chí Kỹ thuật và Trang bị, trong thời gian qua, đứng trước khó khăn về nhập khẩu vật tư, trang thiết bị cho vũ khí khí tải thế hệ mới, Quân chủng Hải quân đã tập trung mọi nguồn lực để sản xuất vật tư kỹ thuật. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài quân đội để đảm bảo việc sửa chữa, cải tiến các trang bị hiện có. Đến nay, đối với ngành tàu đã sản xuất các khối điều khiển trung tâm, khối giám sát tín hiệu, khối bảo vệ, hệ thống điều khiển máy chính, tua bin, giám sát toàn tàu, hệ thống giám sát ắc quy tàu ngầm, sản xuất bộ nguồn các loại. Đối với khí tài điện tử, đã sản xuất các khối khuếch đại micro của hệ thống thông thoại, thiết bị chỉ thị mục tiêu, khối lọc, khối dẫn động và ổn định. Khối lọc giải của máy thu phát khối, cộng tín hiệu sai số, khối dao động máy thông tin, khối khuếch đại hệ thống dẫn đường quán tính, khối chuyển của la bàn, khối tạo tín hiệu giả của radar. Đối với ngành quân khí, đã sản xuất các tủ nguồn hệ thống quang điện tử, chương trình phần mềm cho các loại máy tạo xả tín hiệu, các khối nguồn hệ thống điều khiển tên lửa, vật tư, phụ tùng thủy lôi. Đó là về công tác sửa chữa vũ khí với vật tư sản xuất trong nước. Về công tác nghiên cứu thiết kế vũ khí hải quân, trước đây đã bắt đầu có các nghiên cứu thử nghiệm, chế tạo từng phần các hệ thống pháo hải quân như AK-176, AK-630 theo mẫu của Nga. Tuy vậy, mới chỉ bước đầu từng phần nghiên cứu, chưa đi vào cụ thể cả tổ hợp. Đối với hệ thống tên lửa hành trình chống tàu, như chúng ta đã biết, Viettel đã và đang tập trung cho dự án phát triển tổ hợp tên lửa VCM-01, trước mắt là phiên bản đất đối hải. Bên cạnh VCM-01, trong số các dự án chế tạo vũ khí hải quân tiến gần tới thành công nhất là hàng loạt các đề tài nghiên cứu thủy lôi của nhà máy X-28, Cục Kỹ thuật Hải quân. Từ năm 2014 tới nay, nhà máy này đã thực hiện trên 100 đề tài, tiêu biểu là nhiệm vụ sản xuất loạt đầu thủy lôi KPM và mìn neo MN-01 chiến đấu hoàn thành năm 2015, nhiệm vụ sản xuất loạt đầu thân thủy lôi UDMM-1 chiến đấu hoàn thành năm 2016, nghiên cứu thiết kế chế tạo mô đun và các linh kiện quan trọng của thủy lôi MDM-1 cho tàu ngầm Kilo-636 đến nay cơ bản xong các phần quan trọng nhất. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thủy lôi KBVN chiến đấu hoàn thành năm 2017. Nghiên cứu thiết kế bom chìm BC-1 hoàn thành năm 2021. Đối với hệ thống ngư lôi, đã và đang nghiên cứu chế tạo ngư lôi bán tập 533 ly theo kiểu của Liên Xô cũ. Đây sẽ là tiền đề nghiên cứu các loại ngư lôi hiện đại của Nga. Về thành tựu vũ khí lục quân, có khá nhiều, bao gồm súng bộ binh các loại, pháo cỡ nhỏ, súng cối và đặc biệt là hai đề án phát triển xe thiết giáp bao gồm xe chiến đấu bộ binh XCB-01 và xe thiết giáp chở quân XTC-02. Chưa kể một series các kiểu thiết kế xe thiết giáp chở quân khác vẫn chưa được tiết lộ tên gọi. Riêng phần này, chúng tôi sẽ không đi quá sâu vì vừa rồi chúng tôi đã có bản tin nói khá chi tiết. Tương tự với Viettel, có lẽ cũng không cần thiết phải chi tiết quá về một cái tên đã hết sức nổi tiếng trong cộng đồng yêu thích kỹ thuật quân sự Việt Nam. Thay vào đó, hãy bớt chút thời gian cho lĩnh vực tác chiến điện tử. Tầm quan trọng của tác chiến điện tử tới mức nào trong chiến tranh chắc không cần thiết phải nói quá nhiều, nhưng tôi tin rằng không phải ai cũng biết về việc Việt Nam đã hình thành một cơ quan có nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật, sản xuất, chế thử khí tải tác chiến điện tử từ cách đây hơn 30 năm về trước. Đó là Trung tâm 80, trực thuộc Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng tham mưu, đơn vị đầu ngành về nghiên cứu chế tạo khí tải đặc chủng cho lực lượng đặc biệt này. Trung tâm 80 ra đời gần như cùng thời điểm với sự ra đời của Cục Tác chiến điện tử, thành lập ngày 30 tháng 4 năm 1992. Đó là vào một thời điểm nhạy cảm khi Liên Xô và Đông Âu vừa sụp đổ, đất nước ta chịu ảnh hưởng lớn khi mà các trang bị của Cục đều do Liên Xô cung cấp. Không chỉ có vậy, nền tảng cơ sở lý luận, nghệ thuật quân sự, các chương trình nghiên cứu khoa học, thông tin tình báo trước kia có thể dựa vào Liên Xô, nay ta phải tự lực hoàn toàn. Đó là một trong những cơ sở để Trung tâm 80 phát huy nội lực, tự mình phát triển các khí tài tác chiến đặc chủng cho toàn quân. Năm 1995, đơn vị này đã có sản phẩm đầu tay là khí tài tác chiến điện tử cấp chiến thuật TSGN-1077. Vài năm sau, đơn vị đã phát triển thành công xe tác chiến điện tử R-142. Đây là sản phẩm đầu tiên của trung tâm, tích hợp nhiều thiết bị, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh tinh vi. Mặc dù vẫn còn nhiều nhược điểm như tính tự động hóa trong quá trình trinh sát gây nhiễu chưa tốt, chưa giải quyết hoàn toàn vấn đề dung hòa trường điện tử khi nhiều thiết bị vô tuyến điện tử với các chức năng khác nhau của hệ thống hoạt động. Dù vậy, đây là cơ sở quan trọng để trung tâm tiếp tục phát triển và thành công với sản phẩm tổ hợp gây nhiễu thông tin đối không R-934D vào năm 2008 đã giải quyết cơ bản mọi nhược điểm của R-142. Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, trung tâm đã phát triển thiết bị thu báo động sớm chiếu xạ radar MB-24 và thiết bị gây nhiễu radar giải sóng 3cm GNRD-315, sản phẩm đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Ngoài các sản phẩm tiêu biểu trên, Trung tâm 80 đã phát triển thành công các khí tải gây nhiễu UAV cỡ nhỏ, khối thu xử lý và tạo nhiễu thay thế cho các khối chức năng của khí tải tác chiến điện tử ASAC-40C và 20C của Đức. Thế thôi nhỉ, như thế này là chắc đủ để đá bay cái luận điệu Việt Nam chẳng làm được cái gì.
còn lại chỉ là những ai đó có chịu nghe, chịu hiểu hay không mà thôi. Nhưng người xưa có câu, mưa dầm thấm lâu, tôi tin là cứ mỗi lần chúng ta thấy các bình luận chẳng làm được cái gì, hãy tặng cho họ bản tin này là tuyệt vời nhất.